Đây, một cho mọi người coi cái hàng bỏ ra đi nhá. Đấy, mấy cái hàng này Mộc giao đi cho khách hết rồi nhá mọi người nhá. Nhiều khi quay nói giao đi nhiều người người ta lại kêu Mộc chém gió nổ. Mộc nói thiệt sự mọi người, nếu Mộc hàng nào ngày nào mà giao đi mà Mộc cũng quay á thì một ngày quay mười mấy bộ. À, cho mọi người chắc cái hàng giao đi hết à. Đấy. Thì em Mộc coi nó sẽ có cái bạn to xe bẻ lửa. À. Đây hàng chất đi rồi này mọi người. Đấy. Hàng chất đi cho khách hết rồi nha mọi người nha. Đấy, mấy cái bộ ghế chằm rừng à. Đấy, mà cũng chất đi hết rồi. Tủ áo đằng sau mọi người thấy không? Quá trời đồ chất đi. Mà cái này chỉ mới cho mọi người coi buổi chiều chưa kể là buổi sáng chất bao nhiêu xe là chưa nói buổi sáng nha. Đấy, cái trang thời cũng chất đi cho khách luôn à. Đấy, nhờ mọi người ủng hộ Mộc bán rất là chạy luôn. À, hôm nay sẽ giới thiệu mọi người bộ tay 14 gõ đỏ của khách Sóc Trăng nha mọi người. Đó, mọi người thấy để ý Mộc chụp hình Mộc hay giơ tay rồi này. Đây là cách chụp hình của mấy thằng tập võ ấy mọi người. Còn Mộc ấy thì nói chung ấy là hôm nay mặc phong cách gọi dị dị xíu để có gì ăn nào thích kéo quán lộn ấy thì có thể cứ ghé bên xưởng Mộc nhá. Thích đập lộn là ok Mộc chiều nhá. Làm nổi tiếng quá cứ bị rủ quán lộn cầm tới nhà cầm chém nhau chém hoài à. Đó. Nên lâu lâu Mộc mặc đồ ra chất chơi chút. Và bộ này nhá mọi người, bộ này là chất cây gỗ gõ đỏ và tay của nó là tay 14 nhá mọi người nha. Nghĩa là cái tay cột này là tay 14. Mọi người để ý này, cái tay nếu mà tay 14 thì cái tay 14 này, cái tay là 14 và cái chân này là 14 xăng. Còn 12 là 12 xăng và 16 là 16 xăng. Còn tay 14 này về bản chất của nó, cái dáng của nó rất là to và rất là bự nha mọi người nha. Đó, đây là một bộ tay 14 gỗ gõ đỏ. Và mẫu này thì bên Mộc làm đào này là đục thủ công bằng tay. Bộ này nhận khách làm một tháng rưỡi. Đó, tháng rưỡi đến nhận khách mới làm, nhận là 2 tháng mà làm Mộc làm tháng rưỡi là xong rồi, bởi vì Mộc phơi cây trước rồi mọi người. Lúc mà khách đặt thì Mộc bắt đầu lắp ráp thì nó nhanh hơn. Đó. Mẫu đào đục bằng tay. Mọi người thấy đục rất là đẹp nha. Đục hai mặt. Đục mặt trước à. Cho mọi người coi mặt sau. Đấy. Nói chung là kiểu đào này thì bên Mộc làm rất là chạy luôn. Đục nó đơn giản. Bộ này tay 14 thì giá bên Mộc đang bán với bộ này thì là 89 triệu 900. Nếu mọi người thích đặt tay 12 thì nó chỉ có 50 triệu 900 thôi. Mặt này mọi người thấy là mặt này chèn nguyên tấm à. Đấy, một mặt tấm liền hết và dày 3 phân. Đấy, dày 3 phân nha mọi người. Yếm viền chạm nổi này. Là cách nét của bên Mộc làm ấy, như Mộc luôn luôn nói là cái hàng của Mộc là làm hàng theo kiểu như hàng đặt. Đó, hàng đặt đóng nên cái chất lượng của nó làm rất là cao. Và nét nó không có giống như bên thị trường bình thường. Bởi vì như mọi người thấy tay 14 bên Mộc và bán bộ này 89 triệu 900 bài tận xưởng sản xuất là Mộc làm luôn. Chào cô. Dạ vâng, con chào cô. Dạ vâng. Con mua bữa trước bộ hình ghế đó, bữa nay. Dạ vâng. Đăng trên cả YouTube nữa. Hôm dạ vâng, hôm bộ cô lại đặt rồi, hôm nay cô gói cô coi kiểm tra mà phải không? Không. Không có, con mua về chở về rồi. Con đi còn coi đưa lên YouTube. À là hôm bữa mua bộ ghế rồi. À hôm nay mua sập thờ. Dạ vâng rồi, em cảm ơn cô nha. Cảm ơn anh để con quay cho xong bộ ghế. Đó, và cái bộ này là băng ghế dài. Băng ghế dài này, cái tó này. Mọi người, cái tó này làm rất là cao nha mọi người nha. Tó này là làm cao tới 28,5. Đó. Và tó này Mộc làm, cái tó này thì Mộc làm dày là 14 phân ấy, chạm rô thì nó còn là khoảng, nó chạm rô thì nó còn 13 này, nó khoảng 13 này. Mọi người thấy trên này đục lõm nha, bên dưới này nó nổi nổi lên, nó đục còn 13 rưỡi ấy. Đục ở cái nét sơn này, bên Mộc sơn các nét ngóc ngách này rất là sạch này.
mọi người nên lưu ý về cái nét sơn nha, bởi vì cái nét sơn ấy thường khách hàng, nhiều khách hàng không hiểu ấy, mọi người biết ấy là sơn đẹp với sơn xấu ấy nó rất là khác biệt rồi. Bình thường ấy chẳng hạn như cái bộ này đi, mộc sơn tiền sơn bộ này là sơn bao nhiêu nhỉ, sơn tiền sơn bộ này thôi, cái công mộc sơn thôi là đã ra 8,5 triệu một bộ này rồi đấy, là sơn nó mộc sơn rất là sơn mắc tiền, nên sơn mọi người thấy cái nét sơn của mộc sơn rất là căng bóng đó, các nét này mọi người thấy các nét sơn từng ngóc ngắt này, mọi người thấy từng góc ngóc ngắt này sơn rất là sạch sẽ luôn. Bởi vì các loại sơn bình thường thường ở khu mộc ấy, thường người ta bán, người ta hay làm hàng chợ, người ta bán rẻ. Cái chất lượng sơn người ta sơn một bộ gợi ghế, người ta chỉ sơn có khoảng cứ 5,5-4,5 triệu một bộ thôi. Còn riêng mộc, mộc mọi người thấy dị không? Sơn một bộ ghế mà sơn mắc gấp đôi vậy. Đấy, để mọi người để làm được cái bộ ghế đẹp và chất lượng nha, mọi người đòi hỏi cái công nó rất là nhiều cái công đoạn. Từ cái công lựa cây này, phơi cây gỗ này, xong rồi cái nét sơn này, xong rồi cái người thợ đóng nữa. Đấy, bởi vì cái công thợ mà cái người mà người ta đóng kỹ ấy, thì cái công của người ta làm rất là cao và làm rất là lâu. Chẳng hạn như bộ này như Mộc nói, mọi người nhận làm 1,5 tháng làm mới xong được bộ này. Đấy, chứ không phải là làm thích có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Mọi người cái hàng chợ người ta đóng rép bụp thì các nét này làm không bao giờ khít được. Đấy, còn cái hàng mà mọi người thấy đúng cái hàng cao cấp, từng các nét này mọi người thấy làm rất là khít, và sơn nữa, sơn sờ mọi người sơn rất là láng o. Đó, sơn láng mày nữa sử dụng có các loại trận sơn tốt. Thường mọi người xài sơn này, mọi người xài cũng phải khoảng 15 năm mọi người mới cần sơn lại đó, còn không mọi người xài thêm mấy chục năm được. Chẳng qua mọi người thích sơn lại thì mọi người sơn lại cho nó mới, nhưng mà cái bóng này nó rất là lâu, nó lâu xuống bóng đấy, chứ không phải là cứ thích làm đẹp là đẹp đâu nhá mọi người, phải bỏ công ra rất là nhiều. Còn thực sự mọi người muốn mua hàng mộc này thích làm đều á mọi người ấy, mộc làm dễ lắm nhưng mà làm thì nó không có bền đâu mọi người. Chẳng hạn như mộc nói mọi người bộ này mộc quảng cáo mọi người phải không, làm 89,9 triệu thì mộc sử dụng chất liệu sơn tốt, các yếm viền làm lượn hết này, sơn các chất liệu sơn tốt. Còn mộc lúc mà mộc nhận mọi người là 89,9 triệu mộc quay bộ này đẹp phải không, xong rồi lúc mà sơn thì mộc sơn đều thôi, sơn 5 triệu thôi, hay sơn 4,5 triệu thôi, là lời thêm được 4-5 triệu rồi. Cây gỗ gõ đỏ phải không, xong rồi bên dưới này mấy cái cây này lại pha qua cây đều là lời thêm được 7-8 triệu nữa. Xong rồi kêu sơn lót nhưng mà thực ra không sơn lót. Sơn lót này một bộ ghế hơi mất thêm 300-400 ngàn rồi nha. Đó, mọi người thấy để làm được một bộ ghế đẹp mà từng các cây đỡ đều là cây gỗ gõ đỏ hết, thay vì cây đỡ gõ đỏ chuyển qua cây đều lại rẻ thêm được mấy trăm ngàn nữa. Nên thường ấy làm ấy, để làm được những cái bộ ghế đẹp nó đòi hỏi công rất là nhiều, và cái độ uy tín của cái xưởng làm nó rất là nhiều. Đó. Mới làm ra được một bộ ghế đẹp được, chứ không phải là nhìn sơ sơ kêu bộ bên này cũng giống như bên kia, xong rồi đi ép giá. Còn có thật mọi người thích ép giá, ép thoải mái, làm đều với phát thôi, rẻ thêm lời được thêm chục triệu nữa. Mà mộc không thèm làm nhá mọi người, cho mọi người coi mặt sau được. Bởi vì ấy, làm ấy, mộc nói là làm cái đấy ấy, thì nó về ngắn hạn thôi mọi người. Về dài hạn này khách hàng người ta bỏ, người ta chạy hết. Nên thường khách ăn khách này mọi người, là cái ăn này là ăn bạn của ăn mua của mộc cái bộ tay 12 mà 55,9 á. Đấy, ăn thấy chất lượng, xong giới thiệu qua ăn này xuống cái mua đơn hàng 10+ triệu, mua chỉ tiếng 2 tiếng thôi mọi người. Đó, bởi vì sao, mình làm chất lượng nó sẵn rồi, cái uy tín của mình nó có rồi, nên thường ấy, cái người mà người ta mua rồi, người ta giới thiệu cho mình ấy, là mình bán khách hàng dễ lắm. Mộc bán như vậy rất là nhiều. Báo kích thước cho mọi người bộ tay 14 này luôn, băng ghế dài là dài 2m27, sâu là 81, sâu lọt lòng là 6, sâu lọt lòng này là 58, dài 1m98 nhé mọi người. Nghĩa là cái băng ghế dài này dài lọt lòng 1m98, mọi người nằm lọt tôi đây, vẫn nằm lọt được, nằm nghỉ trưa hay gì đấy vẫn ok. Hai cái ghế đơn này là ngang 1m01, sâu 81, cao từ đất lên trên đây là 1m28 hết. Bàn này là 1m58, ngang là 84, hai cái đôn này là 58 vuông. Đấy, cho một bộ tay 14 này xài 7-80 năm nhé mọi người nha.
Rồi, chào mọi người nhá. Thích quán lộn thì cứ kéo tới mọc nha mọi người. Chào mọi người.